phụng vụ ngày hôm nay nhắc nhớ chúng ta những lời của Thánh Gioan Tông Đồ: Hỡi các con, giờ đã tận. Và lời của Thánh Phaolô về sự viên mãn của thời gian. Và tất cả điều này khiến chúng ta suy tư về sự kết thúc của cuộc hành trình dương thế, sự kết thúc cuộc lữ hành của chúng ta. Đã có bắt đầu, tất sẽ có hồi kết thúc. Một thời để được sinh ra và một thời để chết đi. Sự thật này rất đơn giản và cơ bản, nhưng lại thường bị lờ đi và lãng quên. Mẹ Thánh Giáo Hội dạy chúng ta kết thúc một năm và mỗi ngày trong đời chúng ta với một sự tự vấn lương tâm. Trong đó, chúng ta nhìn lại những gì đã xảy ra. Chúng ta cảm ơn Chúa vì mọi điều thiện hảo chúng ta đã nhận được hay đã có thể làm được. Đồng thời, chúng ta cũng suy nghĩ về những thất bại và tội lỗi của chúng ta, để biết ơn Chúa và cầu xin sự tha thứ của Ngài. Đó cũng là những gì chúng ta làm hôm nay vào ngày cuối năm này. Chúng ta ca ngợi Chúa với thánh thi Te Deum, và đồng thời chúng ta cầu xin Ngài tha thứ. Thái độ tạ ơn của chúng ta dẫn chúng ta đến tấm lòng khiêm cung để nhận biết và đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa, hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoáng thoáng cung đàn, một đêm khuya vàng vàng trong tuyết sương. Đàn ơi cứ rung những điều reo rắt, hát khen con một Chúa Trời, dây sinh xung cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính, Chúa con sinh ra trong năm cỏ mang lừa. Tuy Chúa là vua muôn nước duy phục tôn kính, Chúa bỏ cõi trời sinh xuống trần đêm xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con đơn Việt.